Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admica. Hiện tại thì mình đang có trên tay là một con iPhone 14 Pro Max đã qua sử dụng. Và bây giờ thì mức giá của nó đang rơi vào tầm khoảng là 19 triệu. Tức là nó cũng trên tầm khoảng là 3 triệu so với lại iPhone 13 Pro Max. Và tương tự như thế thì 13 Pro Max nó cũng sẽ trên tầm khoảng là 3 triệu như là iPhone 12 Pro Max. Và với một chiếc iPhone chưa Arctic gọi là hàng mới bây giờ ấy, nó rơi vào tầm khoảng đâu đó là thêm 4 triệu nữa là tầm khoảng 23 triệu so với lại 19 triệu. Thì liệu mức giá này có thật sự là hợp lý ở thời điểm hiện tại khi mà có rất nhiều cái sự lựa chọn khác, ví dụ như iPhone 15 Pro chẳng hạn hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video để tìm hiểu nó nhé. Với một cái chiếc iPhone 14 Pro Max bây giờ thì mình vẫn thấy rằng là nó hoàn toàn là đáng mua, và những cái giá trị sử dụng của nó thời điểm hiện tại thì nó là chuẩn flagship cao cấp nhất của Apple rồi. Nên là các bạn cũng sẽ không cần phải lăn tăn gì quá nhiều khi mà chúng ta đã có một cái tầm tiền như thế này. Đấy, rõ ràng là về cái khoảng chênh lệch giữa 14 Pro Max và 15 Pro Max thì nó đã quá rõ ràng. Còn với 15 Pro thì nó hơi mập mờ. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ phân tích thẳng thắn luôn là mình sẽ ưu tiên lựa chọn cái dòng Pro Max thay vì là cái dòng Pro. Tại vì mình đã từng sử dụng cái dòng Pro trước kia là 13 Pro rồi, và mình khẳng định luôn với các bạn là kể cả 13 Pro, 14 Pro hay 15 Pro, nó đều có một cái điểm yếu rất là chí tử, đó chính là về cái khoảng pin nó không thật sự là trâu. Trong khi là iPhone 14 Pro Max thì nó là một cái chiếc máy mà có dung lượng pin lên tới là 4300 mAh. Điều này thì nó sẽ giúp cho cái thời gian sử dụng pin của con máy này cực kỳ ấn tượng. Chưa kể nếu như mà các bạn mua máy iPhone 14 Pro Max chưa Arctic, máy mới ấy, thì nó trâu khủng khiếp luôn các bạn, không có gì để mà phải lăn tăn về thời gian sử dụng pin cả. Và như 14 Pro Max ấy, thì nó cũng sẽ là một cái sự cân bằng mình thấy rất là hài hòa. Ví dụ như là so với lại 13 Pro Max thì con này nó đã có cái Dynamic Island, còn so với lại 15 Pro Max thì gần như cái sự khác biệt của nó không quá nhiều, không quá là rõ ràng. Cho nên 14 Pro Max này nó có một cái lợi thế, đó chính là về Dynamic Island. Điều này thì mình đánh giá thật sự rất là cao luôn. Cái tính năng này thì nói chung là trong quá trình mà các bạn sử dụng thì các bạn sẽ thấy nó rất là tiện các bạn nhé. Về phần màn hình thì nhìn chung là nếu như so với lại 13 Pro Max thì chúng ta sẽ thấy là nó có một cái sự nâng cấp lớn về mặt độ sáng. Còn về chất lượng hiển thị thì nói chung là bây giờ 12 Pro Max, 13 Pro Max, 15 Pro Max thì gần như cái sự khác biệt của nó không quá nhiều đó các bạn à. Như 14 Pro Max và 15 Pro Max thì màn hình độ sáng nó như nhau mà, 2000 nits. Đấy, trong khi là 13 Pro Max lên 14 Pro Max thì nó đã nâng cấp gần gấp đôi như thế. Nên là các bạn sẽ thấy là tầm tiền này khi mà chi ra để mua 14 Pro Max thì nó sẽ là một cái mức chi cực kỳ hợp lý và thực dụng. Và nói về chất lượng hiển thị trên màn hình iPhone thì luôn luôn có một quan điểm, đó chính là màn hình cực kỳ sắc nét, màu sắc trung thực, rất đẹp. Và nó có tần số quét 120Hz cực kỳ mượt mà. Hiệu năng thì chúng ta sẽ có là một con chip A16 Bionic rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Và các bạn cứ tự tin rằng là mua con máy này thì nó sẽ không kém cạnh bất kỳ một con máy Android cao cấp nhất nào ở thời điểm hiện tại cả. Với những bạn nào mà gọi là muốn bung hết max hiệu suất để mà chơi game nặng cái thứ này kia thì cũng chỉ cần là bỏ thêm vài trăm nghìn, 200-300 nghìn, hoặc thậm chí là chịu chơi một tí lên 400-500 nghìn thì đã có được một cái quạt tản nhiệt, một cái sò lạnh để mà hỗ trợ con máy này nó tản nhiệt, thì lúc đó là A16 Bionic nó bung max setting chơi sướng lắm các bạn ạ. Nên là hiệu suất cũng là một điểm các bạn không cần phải lo. Và với một thiết bị iPhone thì thoải mái tự tin đi. Bây giờ thì cứ dùng khoảng 4-5 năm nữa là chuyện rất là bình thường, với lại những cái setting cao, những cái trải nghiệm nó mượt mà nhất đó. Đi kèm với đó là chúng ta cũng sẽ có một cụm camera vô cùng chất lượng với 3 cảm biến. Điều này thì mình cũng không cần phải nói, và nó cũng cực kỳ đa dụng, vừa có cảm biến góc trọn, vừa có cảm biến tele luôn. Và cái tele của nó cũng là cái tele 3X. Như mình cũng đã nói trong rất nhiều video là mình rất thích tele 3X vì nó cân bằng hài hòa giữa cái việc là chủ thể nó không có bị méo ảnh, cũng như là cái không gian chúng ta lùi để mà chụp tele 3X ấy, thì nó cũng hợp lý, chứ nó không phải là xa như 5X và nó cũng không có bị méo ảnh như là 2X. Mình thích cái camera tele 3X nó là như thế. Và rõ ràng là con này nó đáp ứng rất tốt rồi, từ về khả năng quay chụp đấy, rồi là thu âm thì nó đều làm ngon lành cả, rất là chỉnh chu. Với một thiết bị iPhone thì nó gần như là nó toàn diện về mọi khía cạnh, nên là các bạn bỏ tiền ra là các bạn sẽ yên tâm là có thể là dùng lâu dài và thoải mái với lại một cái chiếc iPhone như vậy. Chưa kể là pin của em này cũng rất là trâu nữa. Đấy, cho nên là ở thời điểm hiện tại là không có lý do gì mà phải né tránh hay là sợ iPhone 14 Pro Max cả. Với 13 Pro Max thì còn lo sợ một tí về cái việc là trắng màn xanh màn, nhưng đối với lại 14 Pro Max thì không có gì phải lo cả, mọi thứ nó đều là rất là chỉnh chu từ đầu đến cuối, tuyệt vời. Trước khi kết thúc video thì mình cũng xin cảm ơn Clickbuy đã hỗ trợ cho mình chiếc iPhone 14 Pro Max này để thực hiện video. Những bạn nào đang quan tâm về cái dòng iPhone này thì có thể đến ngay Clickbuy nhé. Clickbuy thì vừa bán máy cũ và vừa bán luôn cả máy chưa Arctic mới đấy. Thì nó chênh nhau tầm khoảng từ 3 đến 4 triệu như thế, thì mình thấy đây là một cái khoảng chênh rất hợp lý. Và Clickbuy là một trong những đơn vị được ủy quyền chính thức từ Apple Việt Nam, cho nên là mua máy mới tại Clickbuy thì nó quá là yên tâm rồi, còn gì nữa. Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho bạn trong đoạn ngày hôm nay. Còn bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.